Alo. Hello anh, khỏe chưa anh? Thấy mình gọi thấy hơi mệt đây. Có ừ. chuyện gì không? Gì đâu anh? Có cái bức nhỏ nhỏ này thôi. Bức tìm ừ. tìm cái ngày này mà không biết vì sao bị với lại bị thứ cái nào thôi. Em sao lại cho anh ấy? Bức gì? Cảm ơn anh. Bye bye. bất bức gì? Ui. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh chuyện nghề cốt Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề có thể nói là à, một nỗi khiếp sợ của rất là nhiều bạn Đặc biệt là những bạn mới bước chân vào cái công việc lập trình Đó chính là bức Thì bức không có gì đáng sợ hết Nếu như bạn biết cách đi bức không? Việc bức thôi, không có gì Và thứ hai nữa là các bạn biết cách học từ những cái sai của mình Bức thì là cái chuyện hiển nhiên Vấn đề là mình phải tìm ra vì sao và tìm ra khi nào và mình phân tích có cách nào khác để mình đánh cái bức này trong tương lai hay không thì hôm nay chúng ta sẽ không đi vào cái vế vì sao nó bị bức tại vì cái này là cái nó tùy thuộc vào cái bài toán cụ thể mình không thể nói vì sao được chung chung được đúng không nhưng mà mình sẽ tìm giúp các bạn uh, trả lời câu hỏi khi nào cách nhanh nhất bằng cái công cụ gọi là git bisect rồi thì ở đây mình có một cái project mình clone github về thì uh, có khá là nhiều commit ở đây uh, bây giờ cái nhiệm vụ của mình là tìm ra một cái commit mà gây lỗi có nghĩa là hiện tại project này đang bị lỗi và mình phải tìm ra được là khi nào thì cái lỗi này nó bắt đầu bây giờ mình giả định một cái commit bị lỗi đi ha chẳng hạn như commit add more comments này thì uh, nó, nó add more comments không nhưng mà nó lại có uh, vẻ như nó sửa code đây mình thấy nó uh, không chỉ uh, thêm comment nữa, mà nó còn sửa code nữa thì đây là một cái việc khá là phổ biến trong khi uh, lập trình đó là cái commit message nó không liên quan gì tới cái nội dung mà mình xử hết thì nó sẽ gây ra rất nhiều cái uh, khó khăn trong việc debug của mình okay. rồi giả dụ đây là commit bị lỗi thì làm sao để mình tìm ra được thì uh, các bạn khi mà chưa quen với git á, thì cái việc đầu tiên các bạn nghĩ tới thường sẽ là mình đi từ trên xuống dưới mình check out từng cái commit một mình xem thử nó có bị lỗi hay không đúng không? Thì cái việc này thực sự là tốn thời gian đó. Và đặc biệt nếu như mà cái việc test của bạn để xem thử nó có bị lỗi hay không mà nó phức tạp nữa thì nhiều khi mình ngồi một ngày mình cũng chưa tìm ra được cái commit hồi nãy đâu, nó ở đâu nhỉ? Và mình đánh dấu cái commit này đi ha, Tag nó đi. Okay. OK, Rồi, để mình xíu mình 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 kiểm tra cho nó nhanh thôi nếu như các bạn để ý ở đầu video cái đoạn intro mình có một cái đoạn code binary search tức là tìm kiếm nhị phân thì đây là cái cách tìm commit bị lỗi nhanh nhất mà mình có thể nghĩ ra được tức là sao mình có một cái git history như vậy đúng không? ví dụ như 40 cái commit thì làm thế nào để mình biết là khi nào bị lỗi nhanh nhất mình tìm cái commit thứ 20 mình xem nó có bị lỗi hay không không đúng không? mình tìm cái commit thứ 30 xem nó có bị lỗi hay không commit 30 là giữa 20 và 40 nhé rồi, tại vị trí 30 này có lỗi hay không? Có lỗi. Thì có nghĩa là từ 20 cho tới 30 có lỗi đúng không? Thì mình lại tìm từ 25 cho tới 30. Đó. Các bạn hiểu ý, ý tưởng rồi đúng không? Có nghĩa là mình cứ chia đôi, chia đôi, chia đôi chi binary research. Thì thực tế thì cái, cái lệnh git bisect nó làm chính xác cái việc đó luôn. Nhưng mà nó làm thay cho mình thôi. Bây giờ mình thực hành nhé. Mặc định thì cái terminal nó cùng một cái vùng hiển thị với git cho nên nó sẽ không hiển thị cùng lúc được thì mình có thể move nó down bottom right ở bên này rồi bây giờ mình có thể hiển thị hai cái rồi thì uh, git bisect bắt đầu bằng lệnh git bisect start rồi thì git bisect chỉ có hai thao tác căn bản nhất thôi là git bisect good và git bisect bad để mình đánh dấu một cái commit là có bị lỗi hay không thì cái commit hiện tại của mình chắc chắn là bad tại vì nó đang có lỗi đúng không rồi bây giờ á mình không biết là thời điểm nào là thời điểm không bị lỗi cho nên mình sẽ bắt đầu từ đầu đi tại vì commit thực ra cái, cái git uh, repo này nó không nhiều thì mình uh, lấy cái commit id này mình check out nó cái commit đầu tiên chắc chắn không lỗi đâu cho nên mình chỉ cần nói là git bisect Good. Ok. Rồi. Thì nó nói sao? Còn 20 revision nữa để kiểm tra. Uh, Git nó nó check out sẵn cho mình cái vị trí ở giữa rồi các bạn ha, mình không cần phải đi làm cái việc là check out bằng tay. Thì bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Mình chạy cái code lên, mình kiểm tra xem cái code này là có bị bất hay không. Thì ở đây mình mình không chạy lên mà mình chỉ uh, giả định đi thì cái code này mình hồi nãy mình nói nói rồi đúng không thì code này là bad nó có bất à, uh, mình kick bisect at Rồi. Uh, git nó lại chia đôi nữa. Uh, thì mình thấy là còn 10 revision nữa, có nghĩa là từ cái vị trí này uh, cho tới cái vị trí này. Thì trong cái khoảng này là có lỗi. Chưa biết là tại đâu. Thì nhiệm vụ của mình lại là kiểm tra đúng không? Thì như hồi nãy mình biết là mình mình giả định rồi thì commit này mới là commit bị lỗi đúng không? Thì mình giả định có nghĩa là cái commit này không lỗi bisect good rồi mình lại thấy năm revision đó các bạn thấy nó binary search không nó chia đâu chia đâu ra thì đâu đó mình sẽ ở đây mình lại nói là git bisect good thì vì sao nó vẫn chưa phải là commit bị lỗi đúng không tại à, thời điểm này chưa có lỗi chạy xem thử nó bị như nào ở đây thì mình lại nói là sao git bisect good thôi tại vì nó vẫn chưa phải là commit bị lỗi rồi thì mình sẽ thấy git nó lại chia đôi ra tiếp đó chỉ còn cái lần một lần cuối cùng nữa thôi là mình sẽ biết được chính xác là khi nào bị lỗi hoặc là nó sẽ là cái này hoặc là cái này thôi thì cái commit này mình kiểm tra xong rồi mình thấy nó vẫn good Đấy. rồi finally ta -da. git nó báo cho mình là cái commit này là cái commit đầu tiên gây ra cái lỗi đó commit số 16 này cái cái hash là 16 này, này. sau bốn bước kiểm tra thì mình đã uh, tìm ra được commit bị lỗi. Uh, trong cái history có 40 cái commit thì các bạn thấy nó rất là nhanh đúng không? Vì kiểm tra từng cái một. bài xác nó có thể chạy một cái lệnh mà chúng ta cung cấp để uh, tự động hóa cái việc đánh dấu good và bad. Tức là mình viết một đoạn test, test fail thì là bad, test pass thì là ok thì là good. Um, thì các bạn coi như đây là một cái bài tập về nhà. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có thể research thêm trên documentation của Git nhé. Rồi, nội dung hôm nay của chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi. Nếu các bạn thấy cái video này hữu ích thì like và subscribe để xem nhiều video hơn nữa nhé.